Thủ tướng Fiala cho biết ông rất hài lòng với công việc của các bộ trưởng khác được Piraki đề cử. Ông đã thông báo với các đối tác liên minh và Tổng thống Pavel về quyết định của mình. Thủ tướng sẽ chính thức gặp mặt ông Bartosz và Chủ tịch các đảng liên minh vào thứ Hai tới đây. Kể từ hôm nay 25 tháng 9, một nhóm do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Martin Kupka dẫn đầu sẽ chịu trách nhiệm công việc số hóa quản lý xây dựng thay ông Bartosz. Nhà khoa học chính trị Milan Skolnik tuyên bố rằng Thủ tướng từ lâu đã bày tỏ quan điểm của mình trước những bất đồng của liên minh theo nghĩa các đối tác liên minh tự nên giải quyết tình hình với nhau. Quyết định lần này của Thủ tướng có thể nói là quyết định táo bạo nhất từ trước đến nay và kết quả bầu cử khu vực vừa qua cũng vừa giúp thúc đẩy quyết định này diễn ra sớm hơn. Phe đối lập trước đó đã kêu gọi cách chức ông Bartosz vì các vấn đề trong việc số hóa quản lý xây dựng. Phó chủ tịch thứ nhất của phe đối lập Arno Karahavlicek cho rằng đáng lẽ việc này phải diễn ra sớm hơn, chứ không phải sau kết quả thất bại của Piraki tại bầu cử khu vực. Một số bộ trưởng đã bình luận về tình hình trước cuộc họp của chính phủ. Họ đồng ý rằng việc sa thải ông Bartosz không có nghĩa là sự kết thúc của Liên minh năm đảng.